Diệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Ngày hôm nay lịch chiếu kháng, lịch visa và lịch mở hồ sơ tháng 1 năm 2020 được Sở Di trú vừa thông báo ra. Thì tháng 1 là tháng mở hàng cho năm 2020. Như thế nào thì mời tất cả các cô chú và các anh chị mình cùng theo dõi lịch nha. Ký hiệu của các diện hồ sơ: diện F1 là con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân. Diện F2B là con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3 là con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Và diện tu sĩ thì luôn luôn có hiệu lực. Lịch visa tháng 1 năm 2020. Diện F1, ngày ưu tiên đến ngày 15 tháng 7 năm 2013, tăng 8 tuần. Diện F2A, vẫn là ở mức hiện tại, chữ C. Diện F2B, đến ngày 8 tháng 8 năm 2014, đứng yên, không tăng. Diện F3, ngày ưu tiên đến ngày 15 tháng 11 năm 2007, tăng 1 tuần. Diện F4, ngày ưu tiên ngày 1 tháng 2 năm 2007, không tăng tuần nào, lịch đứng yên. Nhìn chung thì tháng này cũng như tháng 12, diện F1 là diện tăng nhiều nhất, còn lại các diện thì không có biến chuyển nhiều. Chỉ có diện F3 tăng được 1 tuần, còn lại diện F2B và diện F4 lại đứng yên. Lịch mở hồ sơ tháng 1 năm 2020, lịch để làm 6 bước với NVC. Diện F1, ngày ưu tiên đến ngày 15 tháng 3 năm 2014, tăng được đến 16 tuần. Diện F2A, tăng được 4 tuần đến ngày 1 tháng 11 năm 2019. Diện F2B, ngày ưu tiên đến ngày 8 tháng 4 năm 2015, tăng được 8 tuần. Diện F3, đến ngày 15 tháng 7 năm 2008, tăng được 8 tuần. Và diện F4, đứng yên. Ngày ưu tiên vẫn là ngày 22 tháng 7 năm 2007. Và cũng như tháng 12, diện F1, lịch mở hồ sơ và lịch visa tăng cao nhất. Lịch mở hồ sơ của F1 tháng này tăng được 16 tuần, đã nhảy qua năm 2014. Xin chúc mừng các diện hồ sơ F1 và các diện còn lại là F2B và F3 đều tăng cũng nhanh, là được 2 tháng, bằng 8 tuần. Chỉ có diện F4 là vẫn còn giữ ở mức đứng yên. Hy vọng là năm 2020 này, Sở Di trú sẽ xét hồ sơ nhanh chóng và cấp thật nhiều visa cho tất cả các diện. Kính chúc tất cả các cô chú và các anh chị một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Mọi người bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh và cũng như là để nhận được những cái video clip mới của Điệp. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 2 năm 2020 sẽ được cập nhật đến với mọi người trong khoảng từ ngày 15 cho đến ngày 18 tháng 1 năm 2020. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào ạ.